Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở thực hành toán lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số có nhớ. Đặc tính đầu tính 15 ta nhân cho 3. Ba nhân năm là bằng 15, viết năm ta nhớ một. Ba nhân một là ba, ba cộng một nhớ là bằng 4. 26 ta nhân cho 4. 6 nhân 4 là bằng 24, viết 4 ta nhớ 2. 4 nhân 2 là 8, 8 ta cộng với 2 là bằng 10. 45 ta nhân cho 2. 5, 2 ta nhân 5 mà bằng 10, viết 0 ta nhớ 1. 4 nhân 2 là 8. À, 8 với 1 là bằng 9. 13 ta nhân cho 5. 5 nhân 3 là 15. Viết 5 ta nhớ 1. 5 nhân 1 5, 5 với cộng 1 là bằng 6. 32 ta nhân cho 6. 6 nhân 2 là bằng 12, viết 2 ta nhớ 1. 6 nhân 3 18 với 1 là 10, 19. 3 qua bài số tiếp theo. Một quyển vở có 32 trang. Hỏi 5 quyển vở như thế thì có tất cả bao nhiêu trang? Tức là lấy con số này ta nhân cho 5. Số trang 5 quyển vở có là 32 ta nhân cho 5. 5 2 10 không nhớ 1, 5 3 15 1 mà 16. Rồi. Đáp số 160 trang. Chúng ta qua tiếp theo bài số 3. Điền chữ số thích hợp vào ô trống. 3 ta nhân máy là 8. Như vậy ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có là 3 nhân cho 3 nhân 6. 3 nhân 6 là bằng 18, viết 8 ta nhớ 1. 3 nhân 2 là bằng 6, 6 với 1 nhớ là bằng 7. 6 nhân 4 là bằng 24, viết 4 ta nhớ 2. Đó. 6 nhân bao nhiêu chỗ này mà chúng ta có là cộng cho 2 nữa là bằng 4. Như vậy chúng ta sẽ là 6 nhân cho 2 đi ha. 6 nhân 2 là bằng 12, 12 ta cộng với 2 là bằng 14. 14. Số gì chỗ này ta nhân cho 8 là bằng 2. Chúng ta đọc bảng của trường. 8 nhân 1 là 8. 8 nhân 2 là bằng 16. 8 x 3 là bằng 24. 8 x 4 là bằng 32. 8 x 4. 8 x 4 bằng 32. Viết 2 ta nhớ 3. 4 x 5 là 20. 20 với lại 3 là bằng 23. Số gì ta nhân với 7 là bằng 4? Chúng ta đọc bảng của trường này. 7 x 1 là 7. 7 x 2 là 14. Chúng ta đây có thể là 2. 2 x 7 là 14. Viết 4 ta nhớ 1. 2 3 6, 6 1 nhớ là bằng 7. Số 5 ta nhân với con số gì chỗ này là con số 0. Chúng ta có thể là chúng ta điền con số 0 cũng được. Số 0. 5 nhân 0 là bằng 0. Rồi 5 nhân cho con gì chỗ này là bằng 2 con số, rồi 2 con số. Ví dụ như ta thấy con số 5 đi. 5 x 5 là bằng 25. Chúng ta qua bài số 4 tìm x. Đây là dấu chia. Dấu chia đây là số bị chia. Đây là số chia và đây là thương. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương, ta nhân với lại số chia. X bằng 43 12 với 2 nhân 1 bằng 3 12 13.
Bài này cũng tương tự vậy, muốn tìm số bị chia, ta lấy số thường ta nhân với số chia, x bằng 58 ta nhân cho 6, x bằng 6 nhân 8 là bằng 48, với 8 là như 4, sau 5 30, 34. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thường ta nhân với số chia, x bằng 9 nhân 5 45, với 5 là như 4, 5 4 20, 20 với 4 là 24. Chúng ta qua bài số 5. Tính trong này có hai phép tính, phép nhân và phép cộng, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm phép nhân trước. Gọi là 26 ta nhân 6, 6 nhân 6 là bằng 36, viết 6 là như 3. 6 nhân 2 12, 12 với 3 là 15. Ta cộng cho 26. 6 6 12 viết 2 là như 1. 5 7 8 182. Cái này cũng tương tự vậy, chúng ta làm dấu nhân trước. 6 x 4 là bằng 24, viết 4 thành như 2. 6 1 6 28. Ta cộng cho 12 bằng 6, nhờ 9 16. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.